Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nhiên thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nhiên thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nhiên thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đa đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương lương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người thừa hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tăng bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức Tăng và quý Phật tử thân tâm thường an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, đạt đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thải. Rồi, trước khi bắt đầu thì sư xin hỏi là trong số quý Phật tử ở đây á, bao nhiêu người từng tham gia khóa thiền 7 ngày lần trước? Giơ tay lên. Rồi vậy thì cái số lượng Phật tử mới mình chiếm đa số ha. Thì mình sẽ đi theo cái tuần tự thứ lớp. Thì trước hết á, tất cả những cái mà sư nói và chia sẻ với quý vị đều có bản quyền. Cái đó là những cái vị thầy vĩ đại của sư. Thưa quý vị á, là trước khi chùa Nam Tông tổ chức cái khóa lớp học chia sẻ giáo lý này thì rất nhiều những cái ngôi chùa khác cũng có mở cái lớp tương tự, nhưng mà do cái nhân duyên mình có duyên với ngôi chùa Nam Tông và mình đến đây cùng nhau tham dự cái lớp học. Và sư không phải là một người tài giỏi, sư chỉ rất là mới thôi, mới toanh hoàn toàn. Trước sư có rất nhiều những cái vị giảng sư, những vị pháp sư giỏi hơn sư rất là nhiều, những cái vị thuộc kinh, thuộc luật, thuộc luận rất giỏi. Nhưng mà quý vị đến đây thì cũng coi như là một phần có nhân duyên đối với sư, và nhất là đối với ngôi chùa Nam Tông. Thì trước hết sư xin tri ân cái người nắm giữ cái bản quyền, đó là những cái vị thầy vĩ đại của sư. Thứ nhất là sư Tuệ Dũng, là người đã giúp sư có cái lòng quyết tâm đi xuất gia. Và sư cả trụ trì là người vị thầy tế độ, nâng đỡ, giúp đỡ toàn diện từ cái lúc xuất gia cho đến lúc học pháp, học luật, học luận. Và tất cả những gì sư có được ngày hôm nay là đều nhờ sư cả. Và người thứ ba là sư Giác Nguyên, đó là vị thầy đã hướng sư có những cái suy nghĩ, có những cái vấn đề giáo lý tiếp thu một cách đúng đắn. Và cái vị thầy vĩ đại nhất chính là Đức Bổn Sư Thích Ca của chúng ta. Toàn bộ cái giáo lý Phật Pháp đều từ Ngài là người nắm giữ bản quyền cao nhất. Thì từ Ngài đi xuống thì đương nhiên là từ xưa đến giờ có rất rất nhiều những cái vị thầy vĩ đại khác, nhưng mà người cao nhất, nắm bản quyền lớn nhất vẫn là Đức Thế Tôn của chúng ta. Thì Đức Phật á, thưa quý vị, Ngài cách đây 20 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp, Ngài cũng như chúng ta, cũng sống một cuộc sống hết sức bình thường như mình. Rồi cho đến một lúc bỗng nhiên Ngài chợt suy nghĩ, trên đời này có sáng thì có tối,
có trắng thì có đen. Cái gì nó cũng có hai mặt của nó hết, giống như âm dương, có nam có nữ, thì có khổ, phải có cái trạng thái không còn khổ. Ngài chỉ đơn giản Ngài nghĩ như vậy thôi. Và từ đó Ngài suy nghĩ tiếp, cái người mà đạt được cái trạng thái không còn khổ nữa thì cái người đó phải là người như thế nào? Cuộc sống thì có hai, người sống thiện hoặc người sống ác. Mà người sống ác thì chắc chắn không thể thoát khổ được. Như vậy người sống thiện có vẻ hợp lý hơn. Không ai dạy Ngài, tự Ngài suy nghĩ như vậy. Và từ đó Ngài vun bồi những cái thiện pháp. Những gì gọi là thiện Ngài đều làm hết. Rồi cho đến cách đây 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, Ngài gặp một vị Phật. Và vị Phật nhìn thấy Ngài, hiểu là với một con người đã thực hành những cái thiện pháp vô lượng vô biên như thế này, con người này chắc chắn có đủ cái năng lực để đưa mọi người đến bờ giác ngộ như Ngài. Đó là vị Phật Nhiên Đăng. Và khi Đức Bồ Tát quỳ đảnh lễ dưới chân Phật Nhiên Đăng, Ngài đã nói: ngươi sau này cũng sẽ trở thành một vị Phật vị lai. Kể từ đó, những cái thiện pháp mà Ngài làm lúc trước, như bố thí, Ngài chỉ bố thí bình thường, nhưng bây giờ dù có phải hy sinh tính mạng thì Ngài vẫn kiên cường hoàn thành những cái thiện pháp của mình. Cho đến kiếp cuối cùng, ngồi dưới cội cây Bồ Đề, vào lúc rạng sáng, Ngài đã giác ngộ. Ngài đã thấu hiểu được những cái vấn đề giáo lý mà Ngài đã thực hành từ vô lượng kiếp, từ những cái vị Phật quá khứ. Ngài chỉ học như một con vẹt, và giờ Ngài đã thực chứng, đã thực sự thấy đâu là sự thật của thế gian, đâu là giác ngộ. Và Ngài đã khai mở cánh cửa bất tử đến cho chúng ta. Kể từ đó, chúng sanh thoát khỏi cái đêm đen, u mê và lầm lạc. Kể từ đó, chúng sanh đã tìm được con đường đi lên và con đường thoát khổ. Đó là người thầy vĩ đại nhất của chúng ta, người nắm giữ bản quyền cao nhất mà bất kỳ một ai học Phật đều nên nhớ đến. Và khi Ngài khai mở cánh cửa bất tử, suốt cuộc đời Ngài chỉ dạy hai điều: đâu là khổ và đâu là con đường thoát khổ. Tất cả những lời dạy của Ngài tổng hợp lại, chia ra làm ba tạng. Đó là tạng luật, tức là dạy những gì tăng ni nên làm và không nên làm. Tạng kinh là những lời dạy của Đức Thế Tôn cho những cái Phật người có lòng tin nơi Tam Bảo trong những hoàn cảnh khác nhau. Và tạng luận là Ngài giảng cho chư thiên, và sau này được Ngài Xá Lợi Phất truyền lại cho chúng ta. Nhìn thấu rõ vấn đề danh và sắc, nhìn rõ vấn đề chân lý theo một cái khía cạnh hoàn toàn khác. Trong ba tạng kinh đó thì thiết nghĩ người Phật tử mình á, thường mình thỉnh kinh về, đa phần là mình để lên trên kệ rồi mình lạy suốt, chỉ như vậy thôi. Hồi xưa á, cái thời mà còn mong muội á, mình vào rừng thì mình sợ thú dữ nó cắn, sợ cọp, sợ beo nó cắn. Còn bây giờ sang hơn một tí xíu, nhiều lúc ra đường cũng sợ chó, sợ mèo nó cắn. Phật tử mình sang nhất, sợ kinh cắn, kinh không dám mở ra coi. Cho nên á, sư chỉ là một cái nhiệm vụ hết sức đơn giản là đọc kinh giùm quý vị. Có một lần sư kêu một cái tách cacao, một cái tách cacao nóng. Thì khi mà sư uống á, sư chợt nghĩ ra một cái vấn đề như vậy: bản thân cacao nếu mà nó nguyên chất á, nó đắng lắm thưa quý vị. Rất hiếm người có thể uống được cái cacao nóng. Cho nên đa phần á, những cái quán họ đều pha vào đó nào là đường, nào là sữa, rồi những chế biến ra những cái chất này chất kia. Họ vẫn gọi đó là cacao nhằm cái mục đích chi? Để cho mình dễ uống. Giáo pháp cũng như vậy. Nếu như á, mà sư chỉ mở cái quyển kinh ra, sư nói
Tôi nghe như vậy, một thở nọ Đức Thế Tôn ở tại, đọc suốt như vậy thì có lẽ chắc quý vị cũng về hết đó, mà nhất là mình là đã sợ kinh rồi. Cho nên á, sư xin mạn phép cũng cái vấn đề giáo lý đó mình thêm một chút xíu cái chuyện đời chuyện đạo, mình chế biến lại một tí xíu cho những cái nó dễ tiếp thu hơn đối với quý Phật tử. Đương nhiên trên tinh thần vẫn phải lấy chánh pháp làm gốc. Và trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói á, sau này nếu như có một vị tăng hoặc một nhóm tăng hoặc một cái nhóm nào đó dù nổi tiếng đến cỡ nào đi chăng nữa nói rằng đây là lời Phật nói thì khoan hãy bác bỏ, cũng khoan vội tin, hãy so sánh với kinh và luật. Lời nào tương ứng với kinh, tương đương với luật thì đó là lời dạy của Thế Tôn. Còn lời nào mà khác với kinh, sai với luật thì đó là lời của những người sau này tự chế biến ra. Cho nên á, tốt nhất là sư giảng theo cái bộ kinh cụ thể, và theo sau khi thỉnh ý của sư cả thì mình sẽ bắt đầu học cái bài kinh thuộc bộ kinh Trường Bộ. Trường Bộ Kinh, tại vì thứ nhất á, Trường Bộ Kinh là cái bộ kinh ngắn nhất trong số các bộ kinh. Và sau này mình có thể ra ngoài á, mình khoe với mọi người ít nhất là tôi cũng thuộc một cái bộ kinh là cũng được. Mặc dù ví dụ như mà Tăng Chi thì nó nhiều quá, rồi Tương Ưng rồi này nọ thì nó nhiều quá, nhưng mà Trường Bộ thì nó ngắn nhất. Ngắn ở đây không có nghĩa là cái vấn đề giáo lý nó ít, vấn đề giáo lý rất là nhiều. Và cái sư không giảng theo thứ tự mà sẽ đưa tuần tự đưa cho quý vị những cái bài mà cá nhân sư nghĩ là nó nhẹ nhất, nó mềm, nó dễ cho mình tiếp thu, rồi mình sẽ từ từ mình vào những cái bài kinh nó sâu hơn. Thì cái bài kinh đầu tiên mà sư muốn giới thiệu đến quý vị đó là kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt. Thì đây là cái bài kinh mà Phật thuyết cho cái hàng Phật tử để mà mình áp dụng ở trong cái cuộc sống ở giữa đời thường. Những vấn đề giáo lý hết sức cơ bản mà đôi khi á, người Phật tử mình không có để ý. Thì cái đối tượng mà Đức Phật nói ở đây á, cái người này gọi là Singalaka. Thì Kalavik á, là phiên âm của cái từ là Singalaka. Thì cái anh chàng sinh ra lá cá này á, trong một cái gia đình triệu phú có 400 triệu đồng tiền vàng. Thưa quý vị, cha mẹ là một bậc thánh tu đầu quần, cha mẹ hết lòng kính tin Tam Bảo. Với cái lòng tin của cha mẹ thì cho dù có phải mất mạng thì cha mẹ của sinh ra lá cá vẫn không có cái vẫn không có suy nghĩ khác về Tam Bảo. Dù cho phải mất mạng, cha mẹ của Sinh Ra Lát Cá vẫn tin những lời Đức Phật dạy là đúng. Cho dù có mất đi tính mạng, cha mẹ Sinh Ra Lát Cá vẫn không bao giờ vi phạm những cái giới luật mà Đức Phật đã chế ra. Và vì cúng dường cho chư tăng, nếu như vì cái bữa ăn đó mà phải nhịn đói hoặc thậm chí là chết, thì cha mẹ Sinh Ra Lát Cá do đức tin Tam Bảo thì các ngài vẫn sẵn sàng cúng dường cho chư tăng. Cái lòng tin nó dữ dội như vậy vì cha mẹ Sinh Ra Lát Cá là người đã chứng quả tu đầu quần. Với một người gia đình có cha và mẹ vĩ đại như vậy, nhưng Sinh Ra Lát Cá không có lòng tin nơi Tam Bảo. Không có lòng tin ở đây á, có nghĩa là đối với anh chàng này, đi vô chùa gặp mấy ông sư phải cúi đầu nó mỏi cổ. Tại ở nhà là có người ăn cái ở là toàn họ cúi đầu với mình thôi, còn mình vô chùa phải cúi đầu với mấy ông sư nó mỏi cổ lắm. Thì cũng như Phật tử thì cũng nhiều người vô chùa thấy mấy sư cứ lãng lãng đi hết trơn à. Đó. Rồi cái thứ hai á, là mình ngồi như vậy nè,
đa phần á, là hồi xưa thì Phật tử mình là ngồi ở dưới đất, còn Chư Tăng thì ngồi ở trên cao. Thì Sinh Lá Cá thấy á, quần áo mình nó toàn đồ hiệu, đồ đắt tiền, đồ xịn, mà ngồi ở dưới đất nó dơ quần dơ áo. Thành ra anh không muốn tới chùa. Trong khi đó cha mẹ sẵn sàng chết vì Tam Bảo, mà có đứa con thì nó trời ơi đức hỡi. Thì bây giờ á, mình cũng thấy có nhiều gia đình cha mẹ là những cái bậc phải là có danh vọng ở trong xã hội, có địa vị trong xã hội, hoặc là triệu phú, hoặc tỷ phú, hoặc là làm chức này chức kia, nhưng mà con cái không ra cái gì hết. Có những gia đình như vậy. Hoặc là cũng có những cái gia đình á, cha mẹ rất là nghèo nhưng mà con rất là giỏi. Đáng lý ra đó, với cái tài của đứa con nó có thể vươn cánh, nó bay cao và bay xa, đạt những cái vị trí xứng đáng ở trong xã hội. Nhưng mà do sao? Do cha mẹ cái khả năng tài chính có hạn, do khả năng suy nghĩ của cha mẹ có hạn. Ví dụ như con gái biết đọc biết viết là đủ rồi, không cho đi học nữa. Mặc dù con rất giỏi, nhưng mà do cái sự hạn chế từ cha mẹ, cho nên cái tài năng của đứa con nó cũng bị kìm hãm. Vấn đề đặt ra là làm sao để mà mình vào được những cái gia đình có cái sự hỗ trợ mình tối đa. Trong xã hội ai cũng muốn sinh vào những cái gia đình quyền quý, những cái gia đình giàu sang. Nhưng mà cái cao nhất là làm sao mà mình sanh vào những cái gia đình của bậc thánh. Làm sao để khi mà chư Bồ Tát ra đời á, mình có thể cộng trú để mà sống chung với Ngài trong cùng một gia đình. Thì đó mới là cái mục tiêu mà mình hướng đến. Thì cũng trong kinh này á, nó có bốn cái pháp cộng nghiệp hướng thượng để mà mình có thể cộng trú chung với bậc thánh. Chứ còn cộng trú chung với cha mẹ bình thường thì nó bình thường quá rồi. Còn ở đây á, là đề cập tới làm sao để mà mình có thể cộng trú chung với gia đình của bậc thánh ha. Dạ, dưới cái này quý vị thấy không? Rồi, theo quý vị á, mình làm sao để mà mình có thể chung sống với gia đình của các bậc thánh? Theo quý vị thì phải làm sao? Đầu tiên mình phải là một người có tấm lòng rộng rãi, đúng không? Đúng không? Các bậc thánh thì luôn luôn là không có ai keo kiệt. Thì mình phải là một người rộng rãi. Và cái pháp cộng nghiệp đầu tiên đó là cha gá, đó là thí xã. Vì bình thường á, khi mà mình bố thí, đa phần mình cầu danh cầu lợi là nhiều. Mình cúng dường cho Phật một cái dĩa trái cây, cúng dường một cái bó bông, là mình bắt đầu mình cầu đủ thứ hết. Cầu gia đạo bình an, cầu mua bay bán đất, cầu con cái, rồi cầu này cầu kia cầu đủ hết. Thì đó chỉ là cái bố thí ở cái mức thấp nhất. Đó là mình bố thí theo cái kiểu mà thả diều á, có nghĩa là mình thả ra mà mình còn âm thầm mình nắm cái sợi dây, mình giật giật lại để kéo. Thì cái bố thí như vậy nó hơi thấp, theo tinh thần Phật pháp nó hơi thấp. Tại vì bản thân cái sự bố thí đó mình đã tự hạn chế chính mình rồi. Mình hạn chế trong những cái mưu cầu lo toan của mình, mình tự mình hạn chế nó, trong khi cái quả phước nó lớn hơn rất là nhiều. Một trong những cái hiểu lầm của Phật tử á, là mình thường nghĩ là bố thí thì đừng có suy nghĩ nhiều. Bố thí mà mình cầu này cầu kia là bậy. Nhưng mà bố thí mà cũng đừng có suy nghĩ nhiều, tại vì suy nghĩ nhiều á, là nó sẽ ít phước. Thực tế đó là một cái nhầm lẫn. Cái suy nghĩ ở đây á, là cái suy nghĩ để cầu danh cầu lợi là không nên. Nhưng mà cái suy nghĩ mà mình biết được đây là tội, đây là phước, những cái việc làm của mình chắc chắn mang lại những quả báo hạnh phúc,
thì đó là trí tuệ. Và cái suy nghĩ của người có trí tuệ á, thì họ mới biết bố thí một cách cho đi, một cách xả ly. Có nghĩa là mình bố thí rồi, mình không có dính mắc đối với cái tài sản đó nữa. Nó giống như là mình thả chim, sau khi mình thả ra rồi là con chim nó bay mất, nó bay đi đâu thì mình cũng không cần phải quan tâm nữa, tại vì mình đã làm được cái việc bố thí rồi, như vậy là được. Còn cái tài sản đó nó đi đâu, người ta dùng vào cái việc gì thì cái vấn đề đó mình không còn quan tâm nữa. Và mình cũng không có phải vì cái việc bố thí đó mà mình cầu cái này, mình cầu cái kia. Mình biết cái quả bố thí nó sẽ được hạnh phúc, nhưng mà mình không có cái tâm mong cầu. Bố thí một cách xả ly như vậy đó, thì đó chính là chai gá, là bố thí một cách cao thượng. Chư Bồ Tát khi các ngài hành cái hạnh bố thí, các ngài chỉ hướng về một cái mục đích duy nhất là giải thoát, giác ngộ. Chứ các ngài không bao giờ các ngài cầu danh cầu lợi, không bao giờ các ngài cầu cho mua vai bán tắt, cầu cho gia đạo bình an, không bao giờ thưa quý vị. Nhưng mà dù các ngài không cầu, nhưng mà cái quả báo bố thí đó vẫn mang lại cho các ngài những cái địa vị ở trong xã hội, vẫn mang lại cho các ngài những cái tài sản ở trong xã hội. Tại vì sao? Bố thí chắc chắn là sẽ mang lại cái kết quả hạnh phúc, cái đó không cần cầu, không cần. Đó là cái suy nghĩ của bậc trí. Và nhờ cái pháp cộng nghiệp hướng thượng đầu tiên, mình mới có thể trở thành thành viên trong gia đình của bậc thánh. Và thứ hai, sát tha. Đó là chánh tín. Thì niềm tin á, nó có rất là nhiều kiểu. Cái kiểu mà phổ biến nhất á, là cái kiểu mà bà ngoại mình đi chùa thì má mình dắt má mình đi chùa, rồi má mình đi chùa dắt mình đi chùa, rồi thì mình mặc nhiên mình trở thành một cái người Phật tử. Rồi có những kiểu tin là tin ông Tà ông Táo, tin bà Tám nước sôi, bà Năm nước lạnh. Mặc dù cũng mang tiếng Phật tử Nam Tông, nhưng mà gặp đình gặp miếu thì cũng chui vô mà lạy mà thờ. Rồi đủ thứ cái niềm tin ở trên đời hết. Thì cái niềm tin theo tinh thần Phật Pháp đó, thứ nhất là mình tin vào nhân quả. Tin là mình làm những cái việc lành, chắc chắn mình được cái quả an vui. Tin mình làm những cái việc bất thiện, chắc chắn nó mang lại kết quả đau khổ. Đó là tin về cái lý nhân quả. Và vì tin cái lý nhân quả, mình hiểu những cái người mà họ sống thiện, có vẻ là họ tốt á, nhưng mà họ lại chịu những cái hoàn cảnh bi đát, thì mình hiểu là sao? Cái quả quá khứ họ trổ, cái việc thiện họ làm nó gieo nhân cho đời sau họ sung sướng, cái chuyện đó đúng. Nhưng mà họ đâu chỉ làm cái chuyện thiện thôi đâu, họ còn làm những cái chuyện ác nữa. Thì những cái quả ác đó là những cái quả của đời quá khứ, tới giờ này nó trổ thôi. Thì khi nó trổ thì đương nhiên là họ chịu kết quả khổ đau. Nhưng mà cái hành động thiện họ làm trong ngày hôm nay á, chắc chắn nó sẽ mang lại kết quả an lạc. Đó là mình tin vào cái lý nhân quả. Tin vào nhân quả mình sẽ tránh được cái tình trạng là than trời trách đất, than tại sao tôi bị như thế này, tôi bị như thế kia. Và tránh được cái tình trạng là mình cầu tứ phương hết. Người ta gọi là có bệnh thì vái tứ phương. Mình cầu đủ thứ hết để mà mình mong thoát khỏi cái trạng thái hiện tại. Người tin nhân quả hiểu cái người quyết định vui hay khổ trong cuộc sống là do chính mình. Thì tin như vậy mới được gọi là chánh tín. Và thứ hai, tin nơi Tam Bảo. Thứ nhất, mình tin Đức Phật. Không phải mình tin Ngài như tin một vị thần. Không phải mình tin Ngài như kiểu là Ngài là một cái đấng thần linh tối thượng nào đó. Ngài có quyền ban phước giáng họa. Ngài có quyền là khi mà mình chết rồi á, mình kêu tên Ngài á, mình réo Ngài một cái là Ngài thò tay, Ngài kéo mình đi cõi này cõi kia. Tin như vậy không phải là chánh tín. Tin Phật
là tin. Ngài là một bậc đạo sư, Ngài là một vị thầy thuốc vĩ đại. Ngài thấy mình khổ, Ngài chỉ cho mình con đường thoát khổ, cũng như Ngài thấy mình bệnh, Ngài cho thuốc. Cái việc cần làm của người bệnh không phải là đem cái thuốc Ngài cho mình đem lên bàn thờ mình lạy. Đó không phải là một hành động thông minh. Mà mình tin Phật là mình tin Ngài cho phương thuốc đó chắc chắn là trị hết được bệnh của mình. Và mình thực hành theo những lời Ngài dạy, mình đem phương thuốc đó mình uống. Cái nào cần học thì mình học, cái nào cần thực hành thì mình thực hành. Tin như vậy mới là tin Đức Phật một cách đúng đắn. Và tin giáo pháp của Ngài đó là cái con đường chỉ cho mình thoát khổ. Tin rằng khi mà mình thực hành theo giáo pháp của Ngài, mình sẽ hết khổ hiện tại và vị lai. Người có thực hành tứ niệm xứ một cách đúng đắn, chắc chắn đời này được an lạc và đời sau gieo cái duyên lành giải thoát. Khi mà Bồ Tát á, hành trong cái quá trình mà hành sanh, trong quá trình sinh tử á, thì Ngài cũng gặp Phật vậy. Ngài cũng nghe pháp rồi Ngài cũng thực hành. Nhưng mà những cái đó nó không giúp Ngài giác ngộ ngay lập tức. Tuy nhiên nó âm thầm, nó bổ túc các ba la mật. Và cho đến cái kiếp cuối cùng, tất cả những cái hành động, tất cả những cái mà Ngài tu tập từ vô lượng kiếp đời quá khứ, nó trổ và nó giống như giọt nước tràn ly. Và đêm đó vào rạng sáng Ngài đắc đạo. Đó là một quá trình tích lũy. Cũng như quý vị ngồi ở đây, mình đang tích lũy những cái thiện pháp, tích lũy những cái kiến thức, tích lũy những cái chánh kiến về đời, về người và về cái cuộc sống này. Những cái tích lũy đó nó sẽ gieo cái duyên lành giải thoát cho cái ngày vị lai. Và mình tin Chư Tăng là những người đang thực hành ở trên con đường giác ngộ. Chư Tăng đương nhiên có phàm có thánh. Những cái vị phàm á, có thể là họ chưa có được chuẩn. Bởi vì trên con đường giải thoát, mình là những người cải tạo bản thân từ một con người thiệt là dở cho đến trở thành một con người thiệt là giỏi. Không ai là không có sai lầm. Và đức tin ở đây, Đức Phật khuyên là mình nên hướng về các bậc thánh. Tại vì các bậc thánh, các ngài không bao giờ thối lui. Các ngài là những bậc thầy vĩ đại của thế gian. Khi mà mình đặt niềm tin nơi các bậc thánh thì cái niềm tin của mình nó sẽ không thối chuyển. Còn bị phàm, đôi khi họ có những cái hành động chưa có chuẩn, hoặc là có khi là họ hoàn tục, hoặc họ chết rồi. Thì nhiều người do đặt cái niềm tin nơi các vị phàm tăng, cho nên khi mà cái vị này bị chết thì tự nhiên là họ có cảm giác là thế gian này không còn ai đáng để mình nương nhờ nữa. Đó là một cái khuyết điểm khi mà mình nương tựa nơi phàm tăng. Thì tin, mình nên đặt cái niềm tin nơi các bậc thánh. Và cái niềm tin nơi Tam Bảo và niềm tin nơi nhân quả, nhờ cái niềm tin đó mà mình có được cái chánh tín. Và có chánh tín, mình gieo một cái duyên để được cộng trú chung với các bậc thánh. Và cái thứ ba, thì cái giới hạnh này nó quyết định là khi mà mình cộng trú chung với các bậc thánh thì mình sẽ là cái loại như thế nào. Nếu như mà mình ra đời, mình gặp các bậc thánh, nhưng mà mình ở trong bụng mẹ mình chết, mặc dù sinh trong cùng thời với Ngài, trong bụng mẹ mình chết, mới có 7 tuổi mình chết, hoặc là mình tu, đáng lý ra mình tu với cái khả năng định tâm, với khả năng tinh tấn, với tài giỏi như vậy, thông thuộc tam tạng, 50 tuổi đắc đạo đắc quả, nhưng mà 49 tuổi chết. Thì cái việc cộng trú trong gia đình các bậc thánh như vậy đó thì nó hơi uổng. Cho nên á, mình cần phải giữ gìn cái giới hạnh. Mà nói về giới á, thưa với quý vị, bây giờ mà chắc phải phân tích kỹ. Tại vì nếu mà nói sơ thì thật sự là sư không có yên lòng. Thì mình sẽ chia nhỏ nó ra. Sẵn ở đây là sư nói về năm giới, để cho người Phật tử mình á, có cái nhìn hiểu biết đúng đắn về năm giới.
Chứ còn đa phần Phật tử của mình, không biết là sư nghĩ có quá hay không, nhưng mà sư nghĩ là 90% Phật tử mình không có hiểu rõ năm giới cụ thể là như thế nào. Mà Đức Phật nói á, vì mình sợ cái không đáng sợ và cái đáng sợ mình không sợ, cho nên á, mình phải chịu cái kết quả khổ đau, phải sanh vào những cái cảnh giới thấp kém. Thứ nhất là cái giới không sát sanh. Thì theo quý vị, những cái điều kiện nào để mà khi mà mình phạm phải những cái điều kiện đó đó, mình đứt cái giới sát sanh, đứt cái giới không sát sanh, có những cái điều kiện nào? Đầu tiên, để mà mình sát sanh được á, thứ nhất nó phải là chúng sanh đó chứ, đúng không? Chứ còn mà cái cục phấn này đâu phải là chúng sanh đâu. Thì để mà sát cái giới sát sanh mà mình bị đứt á, đầu tiên nó phải là một chúng sanh. Đầu tiên, nó phải là chúng sanh có sự sống. Tại vì nếu như nó không phải là chúng sanh có sự sống thì làm sao mình giết? Cho nên điều kiện đầu tiên, nó phải là chúng sanh có sự sống. Điều kiện thứ hai là mình phải biết. Mình phải biết nó là chúng sanh có sự sống. Tại vì rất nhiều những cái trường hợp mình vô tình mình đi, mình dẫm con này dẫm con kia, mình hoàn toàn không có ý thức, hoàn toàn không có sự nhận biết, thì làm sao có thể gọi là mình phạm cái giới sát sanh này được. Cho nên cái điều kiện thứ hai là mình phải biết trước, phải biết nó cái đã. Rồi, cái điều kiện thứ ba là mình phải có ý muốn giết. Đúng không? Chứ thí dụ như mình chỉ muốn đuổi nó đi thôi, thí dụ mình muốn cầm cái chỗ mình quét nó đi, mình muốn xua đuổi nó, hoặc mình muốn làm cái này làm cái kia, mình hoàn toàn không có ý muốn giết, mà nó lỡ nó chết thì mình cũng không phạm giới sát sanh. Quý vị nhớ nha. Mà những cái này thì thường Phật tử mình không có để ý, mình cứ nghĩ là nó chết cái là phạm giới sát sanh. Không có. Có nhiều trường hợp chưa phạm. Và thứ tư là mình cố ý giết. Cố ý đây có nghĩa là bằng hành động trực tiếp hoặc gián tiếp, có nghĩa là bằng lời nói hoặc bằng những cái cử chỉ, những cái gợi ý để cho người ta giết, thì đó đều là mình cố ý mình giết. Chứ còn nhiều người á, phải nói là mình căm thù người ta lắm, phải chi mà họ chết sớm một chút xíu thì mình cũng vui, họ té mà gãy chân chắc mình cũng vui lắm. Nhưng mà mình không có cái hành động cụ thể bằng thân hoặc bằng lời nói thì mình cũng không phạm cái giới sát sanh. Ví dụ như khi mà mình ra chợ mà mình thấy con gà hoặc con cá, nếu mà mình mở miệng mình kêu người ta làm cho mình thì mình phạm cái giới sát sanh, có nghĩa là mình cố ý mình cố ý mình giết bằng cái lời nói của mình mà cái người bán cá họ mới đập đầu con cá. Tuy nhiên nếu như mà mình ra chợ mình thấy con cá nó đã chết rồi, có thể chết do ngợp hoặc là người ta đã làm sẵn, có nghĩa là mình không cố ý mình giết, mình cũng không hề có ý mình muốn giết, chẳng qua nó đã chết rồi, hoặc những cái con gà mà người ta đã làm sẵn, mình không hề mình cố ý, thì nó cũng không phạm vào cái giới sát sanh. Cái này á, là sư đang căn cứ trong cái luật phân tích giới tỳ kheo. Sư căn cứ ở trên đây. Còn những cái khác thì có thể là do người đời này đời sau họ chế ra thì sư không biết. Nhưng căn cứ theo luật phân tích giới của tỳ kheo
thì để mà phạm cái giới sắc sanh nó còn gồm phải có những cái yếu tố này thì mới tính là phạm giới. Và cái cuối cùng là con vật nó phải chết. Chứ đôi khi mình muốn giết nó, mình hành hạ nó, nhưng mà vì một cái nguyên nhân nào đó nó chưa chết thì mình vẫn không phạm giới sát sanh. Quý vị nên nhớ, khi năm cái vấn đề này, năm cái yếu tố này nó đủ cả năm cái phần này là chắc chắn là mình phạm giới sát sanh. Nếu như nó thiếu đi một trong năm cái giới này, một trong năm cái phần này, thì cái giới sát sanh của mình không sát sanh, nó chỉ bị ô nhiễm thôi. Có nghĩa là nó chỉ bị lủng lỗ, nó chỉ bị ô nhiễm, chứ nó không có đức giới. Không có đức giới. Phật giáo phân tích rất là rõ, trong trường hợp nào là đức hoàn toàn cái giới không sát sanh, và trong trường hợp nào cái giới nó chỉ bị ô nhiễm. Nha. Như vậy, lần trước á, sư có đặt một cái câu hỏi là người nông dân khi mà trồng trọt á, thì họ giết rất là nhiều những con sâu, con kiến, rất nhiều những cái con vật nó phải chết. Và khi họ trồng lên cái bó rau, họ phải phun thuốc trừ sâu. Rồi để có cái bó rau đó họ bán cho mình. Thì nếu như á, mình không mua cái bó rau đó thì con sâu đó nó không phải chết, bởi vì họ không phải trồng. Họ không trồng thì con sâu nó không chết. Như vậy mình mua cái bó rau, mình có phạm giới sát sanh hay không? Bây giờ quý vị đối chiếu lên trên đó coi mình có phạm giới hay không. Ừ, thấy chưa? Bây giờ mình đã có câu trả lời hết sức rõ ràng, vì mình hiểu đâu là phạm giới, đâu là không phạm giới. Cũng tương tự như vậy, cho nên á, tại sao Đức Phật mới đề ra tam tịnh nhục, có nghĩa là không thấy, không nghe và không nghi. Thì khi mình mua thịt về, mình chế biến, thì mình có thể xét hoàn toàn ở trên năm cái phần này. Thì mình thấy thịt nếu như mà mình mua họ làm sẵn rồi, mà mình không hề gợi ý người ta làm cho mình, không hề gợi ý người ta giết cho mình, thì mình hoàn toàn có thể mua và mình không phạm giới sát sanh. Đây là một cái hiểu lầm mà từ xưa tới giờ biết bao nhiêu thế hệ Phật tử hiểu nhầm, cứ mua thịt là phạm giới sát sanh. Phải nói là rất rất là đáng tiếc là những cái này nè, mình không có chịu nghiên cứu. Vì sao? Nằm ở trong tầng luật phân tích giới tỳ khưu, mình cứ nghĩ luật của tỳ khưu là chỉ có tỳ khưu mới được đọc, còn mình Phật tử mình không được đọc. Cái thứ hai là mình bị cái bệnh là bệnh sợ kinh cắn, mình không dám mở ra mình coi. Thành ra người ta nói cái gì mình nghe cái đó. Bây giờ quý vị không tin, làm ơn mở cái tạng luật ra, phân tích giới tỳ khưu tập 1, mở ra cái giới sát sanh á, giết người á, mở ra coi ở trong đó nói cái gì. Nói có sách, mắt có chứng thì cái lời nói mình nó mới có giá trị ha. Rồi thì thử hỏi á, một người mà phạm cái giới này á thì nó sẽ bị những cái quả báo như thế nào, mà mình nói là mình khó mà mình chung sống chung với các bậc thánh. Và chia ra làm hai cái phần ha. Thứ nhất là cái tội, và thứ hai á là cái phước của cái người giữ cái giới mà không sát sanh. Rồi, có ai có gợi ý nào không? Thí dụ mà mình phạm giới thì mình sẽ bị cái quả báo nào? Rồi, đoạn thọ, rồi hay còn là yểu thọ, hay là chết sớm. Thì ngược lại với cái yểu thọ này, thì cái người giữ giới họ sẽ được cái gì? Đúng rồi, sống thọ. Như hồi nãy sư nói đó, được làm người rất là khó, mà sanh vào bụng mẹ chưa gì hết đã chết, phải uổng không? Sanh vào thời kỳ của giáo pháp, sanh vào gia đình của bậc thánh, nhưng mà vừa lọt lòng mẹ là đã chết, phải uổng không? Quý vị mình thử vô cái tháp cốt mà biết bao nhiêu đứa trẻ còn chưa có nếm được cái mùi vị cuộc sống,
chỉ mới rất là trẻ thôi mà vẫn phải từ bỏ cái thế gian này. Sống như vậy thì sống để làm cái gì thưa quý vị? Cho nên á, cái quả báo đầu tiên của cái việc không có giữ giới này là yểu thọ. Cái quả báo này quá lớn. Nếu như á, một người như hồi nãy sư nói á, 50 tuổi đắc đạo đắc quả nhưng 49 tuổi chết vì cái giới sắc sanh đời quá khứ, làm sao mà họ có thể chứng thánh được? Mà lỡ cái bước chứng thánh đó rồi đó, chừng nào mới chứng cho lại? Gặp Phật rất là khó. Chết rồi đi xuống nhiều hơn đi lên. Mà mình để bỏ lỡ cái dịp chứng thánh thì nó phải uổng không? Cho nên á, mình ráng mình giữ cái giới này ha. Thứ nhất. Thứ hai, còn quả báo nào nữa không? Bệnh tật. À, có người nói bệnh tật là cái quả báo của cái giới sắc sanh. Nhưng mà thưa quý vị, đó không phải là cái quả báo của giới không sắc sanh. Mà bệnh tật là cái quả báo của cái việc mình não hại chúng sanh khác. Có nghĩa là mình hành hạ, mình làm cho chúng sanh nó bị đau khổ, bị khổ gần chết nhưng mà chưa có chết. Tại vì bệnh nó chỉ làm cho mình khổ chứ không làm cho mình chết. Cái chết là do cái giới sắc sanh. Nhưng mà cái bệnh là do mình làm hại chúng sanh khác. Có thể mình mắng chửi người ta, mình đánh đập người ta, mình làm người ta đau khổ bằng cách này hay cách khác. Cái nghiệp đó nó sẽ làm cho mình bị bệnh tật. Còn cái việc mà cái bệnh đó nó dẫn tới mình chết đó, là do cái chuyện sát sanh. Có nghĩa là khi mà mình hành hạ một cái con vật nào đó, có phải trước khi nó chết là nó phải đau đớn, nó khổ vô cùng không? Cái nghiệp nó cũng tương tự như vậy. Cái khi mà quý vị hành hạ đó thì chúng sanh đó nó sẽ bị đau khổ. Thì trước đó là mình sẽ bệnh. Và khi mà đau khổ cùng cực rồi á, cái con vật đó nó chết, hoặc cái con người hoặc chúng sanh đó nó chết, thì cũng vậy, mình sẽ bị cái căn bệnh đó nó hành hạ cho đến một cái lúc nó đủ, nó chín mùi rồi thì mình chết. Hai cái nghiệp này á, nó khác nhau nhưng mà nó cũng đi kèm với nhau, cho nên mình ráng nhớ ha. Thì cảm ơn cô đã gợi ý. Rồi còn cái nghiệp nào nữa? Có nghĩa là bị đọa các cảnh khổ, đọa xứ. Và trái ngược với cái này thì người giữ giới không sát sanh họ sẽ đi đâu? Sanh thiên. Ở đây Phật tử Nam Tông thì chắc ai cũng biết bà Hoàng hậu Malika. Phật tử Bắc Tông thì chắc cũng nghe tới bà Mạc Lợi Phu Nhân. Thì đây là một nhân vật rất nổi tiếng. Nó tương đương với bà Visakha, là một trong những người hộ trì chánh pháp mạnh mẽ nhất của những cái người phụ nữ. Phụ nữ mình á, là mình không ai mà không biết bà Malika, không biết bà Hoàng hậu Mạc Lợi thì nó rất là uổng. Thì bà Malika, bà Hoàng hậu Mạc Lợi á, cái đời quá khứ, bà từng giết một con dê để mà giúp cho gia đình có đám tiệc. Thì bà mới kêu những cái đứa nhỏ người làm ra chợ coi coi nó có bán thịt làm sẵn hay không. Bà biết nha, bà biết là thịt làm sẵn nó không có phạm giới. Thì bà kêu đứa nhỏ nó ra, nó kiếm coi coi là có hay không. Nhưng mà hôm đó đó xui là không có thịt. Tại vì hôm đó là một cái ngày lễ, người ta kiêng, người ta không có giết mổ, cho nên là không có thịt. Thì bà mới nghĩ lâu lắm rồi mới có khách tới chơi, mà khách này là khách quý. Thì bà mới đành lòng mà đem con dê ra bà giết để mà bà đãi khách. Vì cái nghiệp mà bà giết con dê đó mà chết rồi, bà phải bị xuống địa ngục. Thưa quý vị, bà xuống địa ngục. Mà xuống địa ngục không phải là mình chỉ ở đó ở một chỗ. Hết cái địa ngục này nó qua cái địa ngục khác, nó qua nhiều cái lớp địa ngục khác nhau như vậy. Và cái kiếp sau khi bà mãn cái tuổi thọ dưới địa ngục á, thì bà sanh lên làm thú hoặc là làm người, do bà cũng có làm phước. Nhưng mà cái số lần mà bà bị chặt đầu, bà bị giết hại,
nó nhiều tương đương với số lông con dê mà bà đã giết năm xưa. Nó kinh khủng như vậy. Mình thường mình suy nghĩ á, bây giờ tôi đập con mũi, mai mốt tôi làm mũi nó đập lại què. Phật giáo không có chuyện đó. Quý vị thấy không? Giết một con dê mà số lần mà mình bị giết trở lại nó bằng với cái số lông của con dê đó, chứ không phải là mình giết mà mình trả lại có một mạng là xong. Cái nghiệp nó kinh khủng như vậy. Bà Hoàng hậu Marika là bà là vợ của vua Basenadi. Vua Basenadi là một vị Bồ Tát chánh đẳng giác, một trong 10 vị Phật vị lai. Thì cái vị trí của bà Hoàng hậu Marika tương đương với bà Yayudhala trong ngày vị lai. Nhưng mà ngày xưa lỡ giết một con dê thôi mà chả biết bao nhiêu kiếp bị giết lại. Và chưa kể là trước khi bị giết lại, tức là phải xuống địa ngục sống thiệt là lâu ở dưới đó. Quý vị thấy kinh khủng. Rồi, thì mình đang chớn ha, nhưng mà coi như là mình xong cái giới không sát sanh. Thì bữa sau mình sẽ nghiên cứu tiếp những cái vấn đề thú vị ở trong Phật Pháp. Rồi bây giờ mình hồi hướng.